Thưa quý vị và các bạn, hôm nay mùng 10 tháng Giêng, theo quan niệm dân gian của người Việt, mùng 10 tháng Giêng là ngày vía thần tài. Tại Bạc Liêu vào sáng nay, hầu hết các gia đình đều cúng thần tài để tạ ơn vì đã mang lại tài lộc cho gia chủ trong một năm qua và cũng để cầu mong may mắn tài lộc cho gia đình mình trong năm mới. Ghi nhận của phóng viên Giang Sĩ và Trường Giang tại một số nơi trên địa bàn thành phố Bạc Liêu. Ngay từ sáng sớm, nhiều gia đình đã bày biện trước ngôi nhà nhỏ thần tài thổ địa giữa các đồ cúng như cá lóc nướng, bánh bao, bánh bò, heo quay, thịt, tép và trứng luộc, cùng với đó là hoa tươi và dĩa ngũ quả. Gia chủ khấn vái những điều may mắn tốt lành cho gia đình và cộng đồng trong năm mới. Nhiều cửa hàng, công ty bắt đầu khai trương, mở hàng mua bán trở lại sau những ngày nghỉ Tết. Trong các đồ vật cúng trong ngày vía thần tài không thể thiếu là món cá lóc nướng hay còn gọi là cá lóc vía thần tài. Đây là món ăn được người dân miền Nam nói chung, trong đó có người Bạc Liêu ưa chuộng để cúng trong dịp này. Nắm được tình hình này, một số cửa hàng bán cá lóc nướng đã chuẩn bị hàng trăm con cá lóc nướng để bán cho khách. Nếu như mình có tin á, thì bắt đầu nó mới có thiên. Thì nói chung là mấy chuyện mà cúng kiến là mình cũng phải tin tưởng mới được, mới làm ăn được, phát tài được, bán thì khách người ta khen. Thì thử ra là mình có thương hiệu. Thì ngày Tết thần tài vậy là em bán tầm khoảng 900 con một ngày. Bình thường bán cũng rất là đông, chứ không phải riêng gì ngày cúng không. Nguyên vật liệu của thị trường nó tăng, mình thử ra là em cũng phải tăng lên ít đỉnh thôi. Chứ với lại cá, mình bây giờ ngày cúng nó bự hơn bình thường nữa, tại không có cá, cái lượng cá em lấy quá nhiều. Theo quan niệm của người xưa, tiền vàng vào nhà đầu năm thì cả năm sẽ dư giả, ấm no. Vì vậy, người dân thường chọn mua vàng đầu năm hoặc mua vào đúng ngày thần tài để đón lộc cầu phúc, đồng thời để tiết kiệm phòng hờ có việc cần sử dụng. Theo chia sẻ của một số người lớn tuổi, thông qua việc thờ cúng thần tài còn nhằm nhắc nhở mọi người chăm chỉ làm ăn để có được cuộc sống ấm no, sung túc, tài lộc quanh năm. Ngày vía thần tài thì mình dọn dẹp bàn thờ thần tài, rồi mình cúng kiến rồi mình mới đi mua vàng. Đặng một năm mình được nhiều may mắn, sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc, làm ăn thịnh vượng. Phải lo làm ăn, tại vì cuộc sống mình phải làm để mình có thêm đồng tiền cuối năm đi sắm vàng nữa. Nắm bắt được nhu cầu mua vàng lấy hên trong ngày vía thần tài, nhiều tiệm vàng cũng chuẩn bị khá phong phú các mẫu mã như thỏi vàng, miếng vàng in hình linh vật của năm, các mẫu nhẫn, lắc, dây chuyền có chạm khắc hình đồng tiền, hoa mai, tượng trưng cho sự may mắn, tài lộc để phục vụ nhu cầu của khách mua lấy hên trong dịp vía thần tài. Về vấn đề mà mua bán là trong năm á, thì nó có bị giảm hơn so với mọi năm. Nhưng mà đến ngày vía thần tài thì nó không ảnh hưởng, nó cũng vẫn tốt. Là do người dân đến mua để sắm một vài ba món để là gọi là ngày vía thần tài. Chủ yếu là người ta mua những cái hình thần tài, nhẫn một chỉ để có ngày thần tài để mua vàng vậy đó. Nhẫn một chỉ với kim tiền, nhẫn kim tiền, rồi hình con trâu của năm 2021. Theo sự tích được lưu truyền, thần tài là vị thần cai quản tiền tài, quan lộc ở trên trời và được coi là vị thần có danh tiếng trên thiên đình. Với những người làm kinh doanh buôn bán, rất coi trọng việc thờ thần tài. Do vậy, cứ vào mùng 10 tháng Giêng âm lịch hàng năm, mọi nhà sẽ rộn ràng đi sắm đồ lễ cúng với mong muốn lấy vía thần tài để cầu làm ăn buôn bán kinh doanh được thuận lợi. Việc thờ cúng nhìn chung cũng khá đơn giản, gọn nhẹ chứ không cầu kỳ tốn kém nhiều. Tục vía thần tài được xem là nét đẹp trong văn hóa tín ngưỡng của người dân.